Năm xưa, tại làng Fatima xa xôi nhỏ bé, Đức Mẹ đã hiện ra, ân cần nhắn nhủ với loài người rằng: hãy ăn năn tội lỗi và năn lần Chúa mân côi. Và Mẹ sẽ không bao giờ quên con cái, nhất là trong giây phút lâm chung. Năm xưa trên cây sồi, làng Fatima xa xôi, có Đức Mẹ chuông trời hiện ra uy linh sáng chói. Mẹ nhắn nhủ người đời, hãy mau ăn năn đền bồi, hãy tôn sùng máu tâm, hãy nâng lẫn hạt mân côi. Mẹ Maria ơi, Mẹ Maria ơi, con vâng nghe Mẹ rồi, sớm chiều từ nay thống hối. Mẹ Maria ơi, xin Mẹ đón thương nhận lời, cho nữ Việt xinh tươi đức tin sáng ngời. Đôi môi như hoa cười, Mẹ Maria vui tươi, con biết bao lớp người gần sáng đua nhau bước tới, lòng chút khỏi ngậm ngùi, mắt khô đôi xuôi lệ đời, ngước trông về máu tâm, sống bên tình Mẹ yên vui. Mẹ Maria ơi, Mẹ Maria ơi, con vâng nghe Mẹ rồi, sớm chiều từ nay thống hối. Mẹ Maria ơi, xin Mẹ đón thương nhận lời, cho nước Việt xinh tươi đức tin sáng ngời. Trên cây sồi, làng Fatima xa xôi, có Đức Mẹ chuông trời hiện ra uy linh sáng chói. Mẹ nhắn nhủ người đời, hãy mau ăn năn đền bồi, hãy tôn sùng máu tâm, hãy nâng lẫn hạt mân côi.